Có thuê nhà trọ một tháng như bao nhiêu tiền chứ? 60 đô hả? Nuôi bé đi học nữa, một mình nuôi gánh hết ba đứa bé luôn, quá trời. Mà chị đang sử dụng là hộ chiếu của Việt Nam hay là? Ủa chị là người Campuchia rồi hả? Tức là lấy được quốc tịch rồi hả? Cho nhập. Có nghĩa là có một cái tờ giấy để ở lại Campuchia thôi đúng không? Chứ không phải là quốc tịch Campuchia, tạm trú. Vậy là vẫn sử dụng chứng minh nhân dân của Việt Nam. Nhưng mà hiện tại giấy tờ của chị trong người mình là còn giấy tờ Việt Nam không? Hết luôn hả? Chị bỏ quê hương là không còn giấy tờ luôn hả? Rồi, chú nói chuyện xíu. Chú người Việt Nam con ơi. Nhưng mà bỏ luôn. Ý là nhưng mà chị về Việt Nam vẫn được mà. Không có giấy tờ, mất luôn giấy tờ luôn. Không nhớ, không có giấy tờ luôn. Wow. Nhưng mà có giấy tạm trú ở bên Campuchia vậy thôi. Mấy đứa bé này sao khi mà lúc mà nó sinh ra? Sinh ra đây giấy tờ làm sao? Vậy cũng chỉ là tạm trú thôi chứ không thể nào làm được cái hộ chiếu quốc tịch Campuchia. Sắp có rồi. Chỉ nói là sắp có rồi. Nó làm mà biết chừng nào làm. Ồ, dạ. Qua về tương lai nó cũng khó khăn lắm á. Ba mẹ bên cho Việt Nam mất hết rồi. Còn chơi không con? Chú cho con cái. Ủa nó mua luôn á hả? Rồi đó, em cho rồi. Ủa vậy là mấy đứa rồi? Bốn đứa mỗi đứa 6.000 hả? Quá trời, không bắt tài nói được tiếng Việt. Cười luôn. Ở Sài Gòn ở đây là. Ở Sài Gòn. Sài Gòn hả? Mà chú là người Khmer hay là người Việt vậy? Người Khmer chứ. Người Cam mà chỉ đi ở dưới được 5 năm. Ở 5 năm nhưng mà ở 5 năm ở đâu? Ở Long Xuyên. Long Xuyên? Dạ. Wow, Long Xuyên, tỉnh An Giang. An Giang. Sống 5 năm ở dưới luôn á hả? Dạ. Rồi sao không sống ở dưới đó mà về đây? Vì mình xứ mình ở đây mà. Ở xứ mình ở đây phải quay về đây. Đâu 5 năm. Có nhà ở dưới mà bỏ. Bỏ luôn? Bỏ ở dưới. Bác Tài nói là có nhà ở Long Xuyên luôn á. Ủa 5 năm là sống từ năm nào tới năm nào chú? Mấy nè, quên rồi. Rồi 8 mấy mới lên. Năm 80 mấy quay về Đâm Bên? Dạ. 82, 83 hay là 84? 84. 84 quay về Đâm Bên có nghĩa là năm 79. 79. Ê, 82 à? 82 à? 82. Sống tới năm 82 ở Long Xuyên. Sống 5 năm. Đi kiếm muốn ra nhà mình đó ha. Dạ. Lên nhà lá hết đó, nhà đường hết rồi, mà gốc đất ở nhà lá. Xưa nhà lá ha. Dạ. Nhưng mà hồi xưa mình là người Khmer qua bên Long Xuyên sống đi cái nhà. Đó. Ở chạy bom bót. Dạ. Vậy là năm 78, 79, 80, 81, 82, dạ. Năm 82 về sống Long Xuyên 5 năm. Rồi chú sống Long Xuyên 5 năm cảm thấy người miền Tây, người Long Xuyên sao? Đâu có sao rồi. Thấy dễ thương không? Dạ. Thường hả? Thấy dễ sống không? Dễ hả? Mà đó xây nhà là coi như là tự mình xây vậy thôi chứ đâu phải lấy đất. Nhà lá không à? Là lá nhưng mà có mua không? Ý là mình có mua hả? Mua mấy chỉ. Ồ mấy chỉ vàng đó hả? Mấy chỉ. Biết dùng một mấy chỉ vàng luôn. Đúng là đúng thời đó là mua bằng vàng à, đúng tin chính xác. Đúng rồi, hồi xưa vàng không à. Bây giờ là mua bằng tiền. Tiền. Bây giờ không tính bằng chỉ vàng, bây giờ tính bằng tiền. Hồi xưa đúng là mua nhà là tới năm khoảng độ như cái đầu năm. Tới năm 2000 mấy chứ. Chỉ còn tính vàng á, tính chỉ vàng á. 120 cây, 130 cây. Hay quá ha. Về đây sống ở đây. Hồi bữa nay gặp người Việt like Khmer, rồi người Khmer nói tiếng Việt rất là tốt luôn. Còn mình đi nó kêu gì Cam. Dạ. Thấy miền Tây với lại Khmer giống giống nhau không chú? Giống à. Giống ha. Tôi đi coi bệnh mới lên mà. Ủa vậy hả? Đi coi bệnh lên đi ở đâu? Đi nhà thương gì ông Phú. Ông Phú hả? Là ở Sài Gòn rồi. Ở Sài Gòn. Ở đây coi như là Campuchia thường là bị bệnh là đi qua Việt Nam nhiều lắm ha. Nhiều lắm.
một là đi qua Sài Gòn, hai là đi qua Bangkok. Có tiền thì đi Bangkok, ít tiền hơn thì đi Sài Gòn. Rồi đi Thái. Đi Thái thì đi Bangkok á. Đi kia Bangkok hả? Dạ, Bangkok là Bangkok. Bệnh viện bên đây không có tốt bằng Sài Gòn với bên Thái Lan ha. Phải đi sống ở Campuchia thì về mặt y tế nó như vậy. Chú có nghe về cái kênh đào Phù Nam Thác Châu không? Không có nghe. Nghe hả? Lên được mấy ngày à? Lên ngày này ngày thứ hai chú. Dạ. Chợ đứng hồi nãy về Việt Nam không á? Đúng rồi, chợ Satami toàn Việt Nam không mà. Chợ giữa thì Việt Nam nhiều. Chợ giữa? Dạ. Chợ trung tâm. Dạ. Hồi nãy ông thị ngang. Chợ Ba Bư cũng Việt Nam nhiều à? Việt Nam nhiều. Chợ Ba Bư cộng Sài Gòn Việt Nam nhiều. Còn, Sakanda không biết là nhiều Việt Nam không nữa. Nhiều lắm. Nhiều luôn hả? Nhiều hơn nhiều ha. Ghê vậy? Vô Việt Nam không à? Sakanda đó hả? Dạ. Ăn bún gì cũng có ở Việt Nam. Bún Việt Nam mà chú thích là bún gì? Riêu. Bún riêu hả? Dạ. Nhưng mà nó còn chót á. Hồi đó giờ đi ngang qua chợ Sakanda chứ chưa từng ghé vô để mà gặp bà con Việt Nam bên trong. Bữa nào đi gặp mới được. Chưa gặp hả? Chưa. Để chuyến này ghé luôn. Yeah. Ngay tại mà Sakanda. Ủa nó có cái chợ gọi là chợ Bầu Nâu hả chú? Dạ. Yeah. Bầu Nâu. Có cái chợ là tên Bầu Nâu không? Bị Phân Âu. Tên gì? Bị Phân Âu. Bị Phân Âu cũng Việt Nam nhiều lắm. Chú đọc lại lần nữa chú. Thắng. Đọc cái tên chợ lại lần nữa chú, tên gì? Phị Phị Nâu. Phị 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 Nâu. Phị Phị Nâu. Việt Nam tự dịch ra là Bầu Nâu cha. Đọc trên báo chí đi, dịch ra là Bầu Nâu. Mình nó tìm hoài cái chợ làm gì ở Nâm Binh có cái chợ Bầu Nâu. Không ai hiểu đâu. Không hiểu đâu. Phị Phị Nâu. Dạ. Chỗ đó Việt Nam cũng nhiều ha. Rồi Việt Nam nhiều. Việt Nam là coi như là vô trong chợ nhiều lắm á. Chú chạy xe này nè, xe túc này nè, kiếm được bao nhiêu tiền chú? Khoảng bao nhiêu tiền đó? Chưa kiếm 10 ngàn đó, kiếm 20 ngàn nữa. Một ngày kiếm được có 20 ngàn ria hả? Dạ. Nhiều lắm, chứ nhiều quá. Nhiều quá hả? Nhiều lắm. Ủa chuyến này là được 8 ngàn ria nè. Dạ. Cái gì một ngày có 20 ngàn ria? Dạ. 20 ngàn ria có nghĩa là 120 ngàn đồng Việt Nam thôi à? Giờ nó chạy không được đâu. Quá trời. Cái 7 giờ nè. Mới dạ. Có chuyến à. Ủa 7 giờ giờ mới có chuyến hả? Để có chuyến nè. Rồi. 20 ngàn ria có nghĩa là chỉ hơn 120 ngàn đồng Việt Nam. Có nghĩa là khoảng độ 6 đô à. Bây giờ khó lắm. Khó kiếm lắm. Không phải là trước rồi. Đúng rồi, 20 ngàn ria là khoảng độ 5 đô à. 5 đô à, 5 đô. Một ngày kiếm được có 5 đô hả? À. Ôi trời. Xui. Có bữa có khách nhiều không? Xui. Nhưng mà con ngày nào mà kiếm được nhiều nhất thì bao nhiêu tiền? Ngày mà kiếm được nhiều nhất bao nhiêu tiền chú? Được 20 đô. 20 đô hả? 20 đô. 500 ngàn là ngày nào kiếm được nhiều nhất. Còn bữa ít thì chỉ kiếm được có 5 đô thôi. Tại lượng tài nhiều khách hết. Không, mình chạy được tối nha. À. Mà chạy tới 4 giờ, 5 giờ vô nhà không được đâu ha. Ủa là sao? Mình chạy vậy tới tối luôn á, mới được như vậy. Phải chờ tới tối luôn hả? Mới được số tiền như vậy. Chứ sớm nó không đủ đâu. Đủ không được đâu. Quá trời. Rồi mình còn ăn. Ăn. Còn cầu nữa rồi. Ở chuyến xe. Đó, xe. Hả?
Không, nhưng mà nãy cái nói chú nói là 5 đô là tính tiền dầu chưa hay là tính tiền là mới thu tính được rồi, thôi? Tính rồi. À, có nghĩa là trừ dầu, trừ dạ, mọi dạ, thứ dạ, ra là dạ, chú dư 5 đô hả? Dạ, mình ăn rồi. À, ăn cơm luôn rồi. Dạ, dạ. Mì rồi á nha. À, có nghĩa là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Dạ, dạ, dạ. Uống cà phê, đổ dầu. Dạ. Rồi dư được 5 đô một ngày. Dạ, dạ. À, có nghĩa là dư được 5 đô một ngày, có 5 đô một ngày ra đây hơi khó sống đó nha. Khó. Như vậy là một ngày ở đây phải kiếm được khoảng độ 20 đô chứ. Dạ, đúng rồi. 20 đô chạy được. Một ngày phải kiếm được 20 đô, chi hết 15 đô, còn lại 5 đô mới đúng. Vậy ăn sáng bao nhiêu tiền? Ăn sáng hơn 5 ngàn à. Ăn sáng 5 ngàn ria, ăn trưa? À, trưa 5 ngàn, rồi quay nữa 7 ngàn. Rồi ăn tối? Ăn tối nữa. Ăn tối nữa, ăn tối cũng khoảng độ 5 ngàn tới 7 ngàn nữa. 5, 7, 7 tối, đi. Mình tối mình không uống cà phê đâu. Ờ. À. Ăn sáng hay trưa, uống cà phê. Rồi ăn tối, thì không về nhà ăn hả? Không, về nhà ăn. Về nhà ăn? Dạ. Như vậy là ăn sáng, trưa cà phê là khoảng độ 13 ngàn ria, 12 ngàn ria. Chi phí một ngày có 20 ngàn đó. 12 ngàn ria rồi cộng tiền tiền xăng dầu. Như vậy là một ngày kiếm được bình quân là kiếm được khoảng 40 ngàn ria. Đó mày ngon, 10 đô. 10 đô. 10 đô phải không? 10 đô. 10 đô chỉ xài 5 đô. 10 đô rồi á, 20 đô gọi cái gì đó. Chạy được 20 đô là ngon mà. Là ngon á. 10 đô là bình thường. Bình thường. Đó, ai cũng chạy được 10 đô á, ăn uống dầu. Là 5 đô. 5 đô còn 5 đô. Còn 5 đô. Bữa nào được 20 đô là mừng. Rồi. Dư đó dư. Dư ha. Đó, hiểu thêm về đời sống của bác tài Túc Túc ở thủ đô Phnom Penh. Dư. Hồi xưa dễ kiếm hơn ha. Đó, Việt Nam nơi lơi lũ trên đầm vàng dễ làm ăn. Bây giờ khó lắm. Bây giờ đông quá rồi. Đông quá trời đông. Đông quá rồi. Kiếm việc làm khó. Đó. Ai chú nhiêu tuổi rồi? 56 ở Việt Nam 55. Chú đi qua bệnh khám bệnh ở Việt Nam thấy dễ không? Dễ. Mỗi lần đi xe qua lại cũng tốn cắm tiền. Đi xe 20 đô, về 20 đô. Ờ, đi xe 20 đô, về 20 đô. Xe 20 đô là xe của hãng nào chú? Ở chỗ mà lấy đứng á. Ờ, chỗ đó đứng luôn hả? Mời 20 đô luôn á, bộ 50 đô. Sao? Phương Hèn, danh Mô Sâm Cô. Rồi, bác Tài sống 5 năm ở Long Xuyên xong rồi nói nhiều từ gọi là nghe mình cái là quá hay luôn. Đi vô hẻm nè. Rồi từ nãy là từ gì quên rồi? Đi hút. Đi hút. Hay quá, biết luôn, đi hút luôn chứ. Người ta nói tôi tiếng xưa quá, tiếng của ông xưa quá. Tiếng xưa quá rồi. Ồ, cái tiếng đó bây giờ ở Việt Nam mình hơi ít dùng lắm nha. Mấy người trẻ trẻ là có. Đi hút luôn, hay quá. Bác Tài đợi chút xíu. Thì gửi tiền cho chú ha. Cuốc xe này là 8 ngàn. Bây giờ gửi cho chú 20 ngàn rồi tặng chú á. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Rồi chào chú nha. Việt Nam với Khmer là một chú ơi. Dạ. Dạ. Rồi, tới xe. À, lấy số điện thoại đúng rồi. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là 9 giờ 50 phút sáng ngày 28 tháng 8 2024 ha. Lần đầu tiên chúng ta đi thuê xe ở ngay tại thủ đô Phnom Penh, ngay vị trí này. Chiếc xe này giá tiền thuê là 10 đô một ngày. Quay cho kỹ vô. Đó, tình trạng của chiếc xe. Thấy sao mình? Ok. Chạy nhẹ lắm hả? Ừ. Ở đây họ sẽ giữ hộ chiếu của mình nha các bạn. Giữ một hộ chiếu nha, các bạn lưu ý nha.
tiền thuê là 10 đô ngày. Tốt nhất là chúng ta phải quay phim chụp hình lại đã. Wow, đó. Và đây chính là cái nơi thuê xe máy ở thủ đô Phnom Penh. Các bạn có thể tra trên Google Maps nha, Cambodia Motorbike Rental. Số điện thoại 015-227-222 hoặc 015-910-364 hoặc 012-807-181 email. gosanso34a@gmail.com. Cái chỗ cho thuê xe máy này được đánh giá khá là cao ở trên Google Maps các bạn. Trên Google nha. Khách nước ngoài đến đây thuê khá là nhiều, chị đây cũng khá là dễ thương. Đấy. Lướt sơ qua các loại xe các bạn xem. Có xe phân khối lớn luôn nè. Rồi, chúng ta đã thuê xe xong các bạn ha. Thuê 2 ngày thì 20 đô phải trả trước. Bây giờ các bạn sẽ xem cái xe bên trong nè. Họ sẽ đưa cho chúng ta hai tờ giấy gọi là biên nhận về hộ chiếu và tiền mà chúng ta đã đóng nha. Trong trường hợp mà chúng ta đi lâu hơn thì chúng ta có việc đi, sau đó chúng ta đến đây trả xe và chúng ta sẽ trả thêm tiền. Okay. 1000 ri hả? Mỗi bon 500. Rồi đổ dầu sao ta? Chỉ đổ dầu dưới mà mình. Thì dưới đúng không? Ok, yeah. Gasoline over there. Okay, okay, I know. Yeah. Để cho họ mở ra luôn đi cho biết. Rồi, ok, thấy rồi. Biết bán cái món gì mà rau nghe hay dữ trời. Giống tàu hũ, tàu hũ, tàu hũ. Ok, thank you. Rồi bây giờ từ đây chúng ta sẽ đi một quãng đường khoảng độ 15 cây số về cầu Sài Gòn ngay tại thủ đô Phnom Penh và chúng ta sẽ đi về trường tiểu học Tân Tiến. Một ngôi trường dành cho con em người Việt của chúng ta học tiếng Việt các bạn. Và đi ha.
Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại là khoảng 10 giờ 40 phút sáng ngày 28 tháng 8 2024 ha. Đây là khu vực trường tiểu học Tân Tiến gần cầu Sài Gòn, chợ Chợ Ba Âm Pư, thủ đô Phnom Penh. Dạ, con chào chú. Dạ. Ở đây có thông báo là phụ huynh học sinh không có được chạy xe vào trường nha, tránh gây tai nạn. Bây giờ chúng ta vô trường. Như vậy là cô hiệu trưởng Thạch Thị Thanh là cổ đi về Sài Gòn hả chú? Cô về Việt Nam. Cô bà Lan. À bà Lan, dạ, cô Lan. Bữa nay hôm xuống đây nè. Dạ. Nhưng cần gặp không cho số điện thoại. Dạ không, không sao đâu, con đi tham quan trường thôi. Để cho bà con Việt Kiều rồi bà con ở Sài Gòn, Việt Nam biết về trường. Dạ. Chú lên đây lâu chưa chú? Dạ. Như vậy là chú sống ở khu vực Phnom Penh này lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi chú? 20 năm rồi. 20 năm hả? Mà làm bảo vệ đây mới được mới được một tháng nè. Mới được một tháng à. Như vậy là chú có biết là trường mình là bao nhiêu học sinh không? Không biết rồi. Không biết ha. Dạ. 15 tháng 10 đã chú nói là mới khai giảng đúng không ạ? Nhập học năm học mới. Dạ. Đây là trường nữa các bạn. Tiên học lễ, hậu học văn, thi đua dạy tốt học tốt. Dạ. Nó cũ mới. Dạ. Khu vực bên kia là nhà vệ sinh ha. Ở đây mà các em nó đi học thì học phí như thế nào chú? Phí ít lắm. Ít lắm hả? Không tiền. Không có đóng tiền hả? Không, nhà cô giáo này kia không cho lấy tiền. Không cho lấy tiền. Có nghĩa là không học phí. Không học phí đâu, phí chỉ có một tháng chỉ có 10.000. 10.000 ria hả? 10.000 tiền cam này. 10.000 ria, một tháng là 10.000 tiền ria, 10.000 ria có nghĩa là 60.000 đồng Việt Nam một tháng thôi. Ở đây là dạy tiểu học thôi ha. Dạy tiểu học. Dạ. Từ lớp 4, lớp 5 để lại lớp 5 mà. Từ lớp 5, từ lớp 1 tới lớp 5 mà. Vậy cái chương trình mình dạy là cái bộ sách là chắc là mang từ Việt Nam qua hả? Không, Việt Nam. Dạ. Chú sống ở đây 20 năm, ngày xưa là chú sống ở đâu? Tôi cũng đi vòng vòng đây tại lúc trước tôi làm thợ đó. Dạ. Thế giờ mình lớn tuổi rồi mới xin vô đây làm bảo vệ. Dạ. Ý con nói là 20 năm ở thủ đô Phnom Penh, vậy lúc trước là chú ở đâu? Ở Việt Nam. An Giang, ngay Châu Đốc hay là ngay đâu chú? Huyện Chợ Mới. Huyện Chợ Mới hả? Ồ, Chợ Mới An Giang rồi. Giặt áo mới đó. Dạ, Chợ Mới An Giang đó. Rồi. Như vậy là một tháng là một học sinh là đóng 10.000 ria. Tiền sách vở thì các em tự mua hả hay có phải mua vậy không? Đó chắc tự mua. Tự mua hả? Tôi mới lại tôi cũng chưa có rành vô. Dạ. Nhưng mà chú nắm được là học phí là 10.000 ria một bé một tháng. Mấy đứa một tháng được 10.000. Dạ. Bằng 3 tháng mới đóng hay vậy? Vậy hả? Rồi với tiền giáo viên này kia cũng hơi chậm 3 tháng rồi giờ. Cũng chưa thấy đâu hết á. Vậy hả? Nói chung là cái này là chắc là do cộng đồng người Việt ủng hộ ở, đúng không ạ? Ở bên kia hay là người ấy gì đó mình không hiểu. Dạ. Mình không hiểu tiền giáo viên cũng hơi chậm vậy đó. Dạ. Còn mạnh thường quân nào có thể giúp cho nó có tiền là, câu hỏi cho cô giáo viên nó được sắp có được cuộc sống đó, tốt hơn là, nhanh lẹ đó. Dạ dạ. À có nghĩa là lương đúng không ạ? Dạ. Lâu quá về giáo viên nó cũng hơi không có lương. Lương nó hơi cũng hơi bất mãn một chút đó. Dạ dạ. Có nghĩa là tại vì không có đủ kinh phí để trả lương cho giáo viên. Dạ. Mà học sinh thì khu vực này lại không có nhiều tiền. Dạ. Ba mẹ của học sinh ở khu vực này là đại đa số là người lao động hả chú? Người dân lao động không à. Chân cũng như phương xa lại lâu lâu cái con cái nó lớn ở đây tự đây học. Vậy đại đa số là khu vực này là ba mẹ chắc là buôn bán tảo tầng khu vực cho chợ Ba Âm Pư. Ba Âm Pư khắp tỉnh cũng đi làm ăn khắp tỉnh, người làm này người làm kia đó. Dạ. Mướn nhà trọ không ạ? Ở đây cũng nhà trọ ít có nhà riêng lắm.
Ở đây nhà trọ một tháng nhiêu tiền chú? Tháng 60 đô, 70 đô rồi đó. Chú ở nhà trọ hay là chú có nhà riêng rồi? Chú không có. Tôi lúc trước tôi ở, giờ vô đây nhà trường cấp cho cái phòng phòng vậy đó. Dạ. Trước đi thì cũng 30, 40 để mình đi làm ngoài á. Dạ. Phải mướn nhà riêng đó. Cái khu vực dưới chân cầu Sài Gòn cho Ba Âm Bư này cộng đồng người Việt nhiều không chú? Cũng nhiều à. Nhiều hả? Cỡ khoảng bao nhiêu người chú hả? Không nói nổi, không biết được. Mấy trăm người không? Lộn xộn vô cho người Việt đấy thì cũng đủ chứ, mà khu vực Ba Âm Bư này là nhiều nhất là người Việt. À, chú nghĩ là có khoảng độ ngàn người không hay là trên hơn hả? Ba Âm Bư giờ qua bên Tô Tăng gì đó, dạ, sắp dạ, nguyên khu vực bên đây, dạ, phạm vi bên đây á. Trên cả ngàn người hả? Ờ, bên kia là riêng đó, bên kia ở Chắc Ngại cũng người Việt cũng nhiều đó. Dạ. Ở đây là ngoài dạy tiếng Việt có dạy tiếng Khmer không? Có. À, dạy tiếng Khmer cho hòa nhập cộng đồng. Cộng đồng luôn. Dạ. Vậy chắc chú với con đi chút xíu tham quan cái trường, mấy cái phòng học chút xíu được không chú? Dạ, dạ, đúng. Dạ rồi, con đi theo chú nha. Dạ. Em dạ. Cũng như mẫu giáo này kia rồi đó. Mẫu giáo luôn hả? Tức là làm mẫu giáo dưới đây. Tăng cấp lại đó. Dạ. Đây là khu vực dưới là mẫu giáo, ở trên là tiểu học. À, đây là bao xi măng. Đang cấp lại quạt cho mấy đứa trẻ cho nó khỏe phấn vậy đó. À, tất cả đều nhờ vào mạnh thường quân. Đúng rồi. Dạ. Nhờ bà con Việt kiều, nhờ nhờ cộng đồng Việt Nam ở Sài Gòn, ở các tỉnh. Ở đây chắc Việt kiều đến nhiều chứ hả? À, tại cái địa chỉ của cái trường này cũng không có dễ tìm. Không hơi bức đó. Dạ. Quý vị, cô chú, anh chị và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cần địa chỉ thì quý vị xem trên kênh của Tùng nha. Sẽ có một cái từ khóa trên Google Maps mà chúng ta có thể tra ra được và tìm đến được trường. Đây là trường tiểu học Tân Tiến, gần khu vực cầu Sài Gòn, chợ cho Ba Âm Bư, thủ đô Phnom Penh. Khi mà quý vị tra trên Google Map á, thì ghi là Tân Tiến Primary School Phnom Penh là sẽ ra được nha các bạn. Đừng tra tiếng Việt nha, tra tiếng Việt không ra, phải tra tiếng Anh á. Dạ. Tranh thủ sửa để tới ngày chùm liếp xua bon. Đây là một cái trường, đây là một cái phòng học. Ở đây chúng ta thấy một số cái bộ sách nè. Mỹ thuật 4 nè. Rồi sách tiếng Việt nè. Tất cả đều mang từ bên Việt Nam qua rồi. Dạ. Đây toán 3 nè, tiếng Việt 4 nè, mỹ thuật 4 nè. Tiếng Việt 1 nè. Hai chục năm chú sống ở Phnom Penh thấy sao chú, thấy dễ sống không? Thấy sống cũng tạm vậy thôi, mình dân lao động mà. Hồi xưa sao chú quyết định từ chợ mới An Giang mà qua tới đây dữ vậy? Tính đi xa đi làm chút khác. À, cuối cùng là 20 năm qua chú thấy như sao? Mình cũng bình thường xài, ăn xài đây cũng mấy. À. Chưa có sửa lại. Chưa có sửa lại, cái này chưa sửa lại. Vì vậy là sẽ phải tranh thủ trước ngày 15 tháng 10 sửa xong ha. Dạ. Dạ. Đây ở đây ghi nè. Dạ. Hỗ trợ kinh phí để xây dựng trường học Khmer Việt Nam Tân Tiến. Cái này là quận Minh Chay. Dạ rồi. Dạ. À. Cái này bị reset hết rồi. Nhập qua lâu rồi, reset. Phải che lại. Rồi. Dạ, rồi chúng ta đi qua những cái phòng mới chú ha. Ở đây quý vị thấy là hình ảnh của Thái Thượng Hoàng Sihanouk, ngày đó qua đời rồi. Đức vua Sihamoni và Thái hậu, Hoàng Thái hậu Monique. Ở quê nhà ở chợ mới An Giang chú còn gia đình không?
À. Ồ vậy hả? Đưa lên đây hết luôn. Nhưng mà chú hiện tại vẫn là quốc tịch Việt Nam mà. Nhưng mà chú ở đây sử dụng là hộ chiếu hay là sử dụng chứng minh nhân dân để đi qua đây? Hộ chiếu hả? Vậy là nhưng mà hộ chiếu mình đây là chỉ sử dụng là tối đa được có một tháng là mình phải đi trở lại Việt Nam rồi. Ờ, gia hạn là chú sử dụng cái loại visa là coi như là 6 tháng một năm hả? Như vậy nếu mà 6 tháng một năm thì chú phải đóng bao nhiêu tiền? 10 đô hả? Ủa có 10 đô hả chú? Một tháng 10 đô. Mà mỗi một lần mình làm bao nhiêu lần? Mỗi một lần mình làm bao nhiêu tháng? Mỗi một lần á là mình làm bao nhiêu tháng? Đóng mỗi tháng thì mỗi tháng đóng vậy đó. Nhưng mà đưa cho người ta đóng hay là mình phải đi về đó? Đi qua bên đây cái gia hạn là... ngay tại thủ đô Đâm Bên luôn. Ủa phải qua? Phải qua cửa khẩu hả? Qua khẩu kem nó mới gia hạn mình mới về ra chỉnh lại. Nhưng mà tiền xe mắc lắm à. Xe xuống nó 5 đồng. 5 đồng. À là chú nghe xuống nghe tại cái cửa khẩu của Ba Vét là chú gia hạn. À nhưng mà mỗi một lần là gia hạn chỉ được một tháng thôi hay là nhiều tháng? Ồ vậy hả? Đi xe 5 đồng xuống tới Ba Vét rồi mình gia hạn, sau đó mình bắt xe mình đi về là 5 đồng nữa là 10 đồng. Mỗi một tháng là coi như phải mất một ngày để đi gia hạn làm visa rồi đó. Tưởng chú sống ở đây 20 năm là chú được miễn chứ. Tại mới vô đây nhập tộc phải mình mới đi ra ngoài sống ngoài làm ăn ngoài á. Dạ. Đâu có vô sống nhiều chân như nhà nước đâu mình không miễn. Dạ dạ. Mình mới lấy tu cấp mình mới vừa xong. Mà cái này bụi cũng khá là nhiều nha. Bữa nay là ngày 28 tháng 8 tới ngày 15 tháng 10 chắc là phải lau dọn cho xong. Dạ. Dạ. Biết ông Chi không? Dạ. Ông Chi á. Ông Chi là ai ạ? Hội trưởng hả? À, hội trưởng hội người Việt Nam hả chú? Dạ. Nghĩa là phải lau dọn lại hết từ A tới Z. Dạ, bụi quá trời. Do họ làm, họ không có phủ cái bàn ghế. Dưới đây nó vẫn còn cái lớp làm trần, đó, men rồi đó. Dạ. 15 tháng 10 khai giảng. Dạ, rồi, con cảm ơn chú. Lầu trên đó là tính là cho mướn làm cái gì nữa đó. Ủa gì hả chú? Rộng lắm, mở rộng lắm. Ờ, nhưng mà bên trên chắc mình lên không được đúng không ạ? Đi được, cái được hả? Dạ. Ủa vậy gia đình của chú có sống trong đây không? Có mình thấy có mình chú à? Dạ, này lớp 3A. Dạ. Rồi. Rồi. Sắp dở quan tùm lum hết rồi. Dạ. Dạ rồi. Nãy chú nói là cái khu vực này người Việt Nam mình sinh sống nhiều lắm hả chú ha? Dạ. Ngay chỗ này đúng không ạ? Có đi dài chút đó. Dạ. Toàn thấy chuối thấy đồ không? Đây là từng chân cùng nữa. Chân cú hay là gì? Dạ.
cuộc này làm lớn đó. Rồi, ngoài đây nhà vệ sinh cũng thấy tương tức. Dạ. Phòng giáo viên cho giáo viên ở lại hả chú? Giáo viên nhà xa. Chú gặp giáo viên nào chưa ở đây? Chưa. Học đồng làm chẳng gì hết. Dạ. Rồi. Đây là phòng của giáo viên đang ra ngoài. Dạ dạ. Có giáo viên ở đây rồi. Đi ra ngoài rồi. Rồi. Dạ. Như vậy chú nói là lương là 120 đô một tháng ha. 120. Dạ. Một tháng mới đưa 20 đô trước, còn 100 là để trong trong hội á. Trong hội. Giáo viên có, mình mới có nữa. Giáo viên thì được 200 đô một tháng. Là cuộc sống nó khó khăn. Ba bốn tháng là chưa có tiền. Chưa có tiền hả? Như vậy là giáo viên đại đa số là phải đi làm thêm kinh tế khác rồi, chứ đâu có sống nổi bằng nghề. Dạ. Dạ rồi, chúng ta có được bức tranh toàn cảnh của ngôi trường tiểu học Tân Tiến. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài tham quan cuộc sống của người dân tại đây, cộng đồng Việt Kiều. Dạ. Rồi, chúng ta đi ra. Ở đây chú ăn sáng một bữa sáng bao nhiêu tiền chú? Sáng tiền theo mình á. Dạ, tính tiền ria là bao nhiêu? 2.000-4.000 ria hả? 120 đô là không có bao gì hết á, mình tự lo ăn uống hết từ A tới Z luôn á. Tự lo. Có hộp nó cắt đường dây điện đó. Nó ăn cắp đường dây điện. Nó bán về chai. Gửi chú 20.000 ria tiền uống cà phê. Cái này trong mùa hè là đang xây sửa hả chú? Đang chỉnh sửa. Dạ. Chú con gửi chú 20.000 ria tiền uống cà phê chú nha. Con xin phép chú. Dạ dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ dạ dạ. Khoan, bây giờ là ba đứa, bốn đứa. Rồi, bốn đứa, mỗi đứa tưởng là 2.000 đúng không? Rồi, ngồi xuống. Hả không? 6.000 dữ vậy? Con nào rẻ 2.000? Ngồi dính kẹt. Ông ơi, hả? Rồi con nào 2.000, mỗi đứa 2.000 ria. Rồi, cái đó nhiêu tiền? Con này 2.000. Rồi cái con bự này nhiêu tiền? Lấy con 2.000 thôi con. Con này con nhiêu tiền? Dạ 6.000. Con nó 6.000 lận hả? Con Doraemon 6.000, nhóc này đòi 6.000 lận nè. Con nhiêu tuổi rồi con? Con 19 tuổi. Hả? 19 tuổi lận hả? Quá trời không? Này chắc này nó học 19 tuổi. Nhả cái bên luôn hả? Mẹ cho người chó để đi chung chung cái cậu. Rồi thôi được rồi đủ chưa? Một đứa 2.000, 4.000 rồi bé này nữa là 6.000 là 10.000. 6.000 nữa hả? Quá trời. Ba đứa 6.000 18.000 lận. Rồi được rồi, cho mọi đứa về đó rồi, không lấy nó nha, đủ rồi nha. Rồi ok được rồi. Rồi, cho đó. Rồi, hết. Chú đưa cho con bách mà. Rồi, đủ rồi nha, không có lấy nữa nha. Dạ, chú tính tiền. Rồi. Được rồi, cho chú cho nó con, chú cho nó. Ủa, con đi học hả? Dạ. Con đi học không? Ở đâu? Ủa vậy, còn con có học bên trường tiểu học Tân Tiến không? Ủa, không học Tân Tiến hả? Con đi học cái này là, ủa này chưa khai giảng hay sao mà... Cái trường con đang học là của người Việt Nam luôn hả? Dạ. Người Campuchia, người Khmer trả tiền đi Minh ơi. Có ba cái tu tượng là cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú nha. Ba cái tượng nó nhiêu chị? Quá trời, không, nó lấy loại 6.000 nó không lấy lại 2.000 nữa. Là đủ 18.000 luôn á.
Thằng nhóc này lấy 6 ngàn nữa là 18 ngàn nè. Rồi 18 ngàn với lại cái kia là 20 mấy ngàn rồi đó. Trả tiền luôn là 18 á. Thằng nhóc này lấy cái này nữa nè. Cái này nữa hả? Cái này 6 ngàn. À, rồi. Rồi đủ. 15 ngàn 500. 21 ngàn. Dạ. Trời đi. Quá trời. Ủa bé con có đi học không? Có. Mấy con học ở đâu? Dạ, học ở nhà cô là vậy. Nhà cô là vậy hả? Còn cái trường tiểu học Tân Tiến trong đây con có đi học không? Không có, hồi đó không có đi. Hồi đó con có học hả? Hồi đó con học đó là học lớp mấy? Hồi đó học lớp 2. Lớp 2 hả? Đi học trong chỗ mình có tốn học phí không? Dạ. Tháng bao nhiêu tiền con? Dạ con nhớ. Nhớ hả? Dạ. Lâu rồi hả? Lâu rồi hả? Tháng 10 ngàn ria. Chị ơi, chứ có xin cây cỏ. 3 tháng đóng một lần, mỗi tháng là 10 ngàn ria chị hả? Ờ, à, vậy cũng được. Nhưng mà mấy đứa bé nó không nhớ gì hết. Rồi tốn đóng tiền rồi đó. Người lớn đóng. Chào chị. Dạ. Cộng đồng người Việt mình đây đông không chị? Sao con đi học? Khoảng bao nhiêu người chị hả? Ở đây khoảng bao nhiêu người Việt mình ha? Chị nghĩ là trên cả ngàn không? Trên cả ngàn luôn hả? Dạ. Như vậy là hiện tại là trường tiểu học Tân Tiến là mỗi tháng đi học là 10 ngàn ria mà 3 tháng đóng một lần hả? Dạ. Chú ơi, hả? Cái này nó có 4 cái mà cái này nó xong. Ờ à, rồi đó, mua rồi đó. Dạ. Ủa chị quê mình đâu chị? Ở đâu chị? Là tỉnh nào ta? Trong Miễu Hộ hả? Ở Campuchia Năng. Ở Campuchia Năng. Không, nhưng mà nó là gốc của chị á, ở Việt Nam là ở đâu? Ở Tân Châu Châu Đốc và qua đây. Ở qua Campuchia Năng. Xong mà Campuchia Năng là khu vực biển hồ là cái đợt mà họ nói là di dời đi là xong rồi chị qua đây đó hả? Như vậy đây chị qua đây đâu có lâu đâu ta, mới được khoảng độ vài năm. Bao nhiêu năm rồi chị? À. Ủa em nhớ là Campuchia Năng là đợt đó là di dời đâu có lâu đâu ta. Bên đây là khoảng 1 năm. 20 năm rồi hả? Ở đây đại đa số cộng đồng người Việt mình sống sao chị? Bằng nghề gì? Đủ hết hả? À vậy hả? Mình buôn bán ở chợ cho Ba Âm Bư nhiều không? Nhiều á. Nhưng mà ở bên trong sạp hay là mình bán ngoài ta? Trong sạp cũng có, ngoài cũng có. Vậy hả? Dạ. Dạ. Hiện tại là chị đang làm nghề gì để sống? Chị đang làm nghề gì để sống? Ờ là dê trai hả? Còn ông xã chị? Thôi à hả? À, một mình chị nuôi mấy bé luôn á hả? Ba bé. Wow trời. Mỗi 3 tháng đóng một sinh lần. Ủa sao bé này học ở trường mà kia? Học trường Campuchia. Học trường Campuchia để hòa nhập với người Khmer. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nó biết tiếng chữ Việt chút tỉnh rồi mới cho học Campuchia. À. Nhưng mà chút tỉnh nữa thì cho đi bằng nữa. Dạ. Một tháng nhưng mà chị thu nhập cái ve chai là bao nhiêu tiền, được bao nhiêu? Cái này mình đi lượm hay mình mua chị? Dạ. Cái này mình đi lượm hay mình đi mua? Mua hả? Vậy hả? Dạ. Nó thuê nhà trọ một tháng như bao nhiêu tiền chị? 60 đô hả? Nuôi bé đi học nữa, một mình nuôi gánh hết ba đứa bé luôn, quá trời. Mà chị đang sử dụng là hộ chiếu của Việt Nam hay là? Ủa chị là người Campuchia rồi hả? Tức là lấy được quốc tịch rồi hả? Dạ. Chưa lấy được quốc tịch Campuchia đâu. Cho nhập. Có nghĩa là có một cái tờ giấy để ở lại Campuchia thôi đúng không? Chứ không phải là quốc tịch Campuchia. Tạm trú. Vậy là vẫn sử dụng chứng minh nhân dân của Việt Nam. Nhưng mà hiện tại giấy tờ của chị trong người mình là còn giấy tờ Việt Nam không? Hết luôn hả? Chị bỏ quê hương là không còn giấy tờ luôn hả? Ờ rồi đó, chú nói chuyện xíu. Chú người Việt Nam con ơi. Nhưng mà bỏ luôn. Ý là nhưng mà chị về Việt Nam vẫn được mà. Được thì được mà. Ba mẹ nó hết trơn, giờ ở trên là không có giấy tờ, mất luôn giấy tờ luôn. Không nhớ không có giấy tờ luôn. Wow. Nhưng mà có giấy tạm trú ở bên Campuchia vậy thôi á. Mấy đứa bé này sao khi mà lúc mà nó sinh ra? Sinh ra ở đây giấy tờ làm sao? Vậy cũng chỉ là tạm trú thôi chứ không thể nào làm được cái hộ chiếu quốc tịch Campuchia. Sắp có rồi. Chỉ nói là sắp có rồi. Nó làm mà biết nào làm. Ờ dạ. Qua về tương lai nó cũng khó khăn lắm á. Ba mẹ bên cho Việt Nam mất hết rồi.
Còn chơi không con? Chú cho con cái. Ủa nó mua luôn á hả? Rồi đó, em cho rồi. Ủa vậy là mấy đứa rồi? Bốn đứa. Bốn đứa mỗi đứa 6.000 hả? Em ở Sài Gòn chị. Đi ngang qua để hiểu thêm về cuộc sống. Không biết là em có thể nào nhìn cái nhà của mình, cái phòng mình chút xíu được không? Để em xem cái loại mà dạng phòng 60 đô một tháng là nó như thế nào. Lá đây hồi xây thành dãy luôn. Một dãy luôn. Em nhìn qua cái được không chị? Nhìn qua cái phòng cái được không? Có gì đâu. Để biết rồi hiểu thêm thôi. Dạ. Dạ. Vậy hả? Nãy chú bảo vệ nói là 3 tháng nay là giáo viên chưa có lương. Ờ. 7-8 tháng chưa có lương. Tiền học sinh đóng là chỉ là phụ tiền điện nước thôi. Tiền điện nước chợ, thôi. Không phải là tiền, không phải là học phí. Em bán nước ở đây là em sinh ra ngay tại Campuchia luôn. Còn cái này cũng gì chị? Màu á. Ồ, có bánh tráng trộn nữa là vị phô mai trà bông này chắc nhập từ Việt Nam nè. Em nói là đi lại ở trong Campuchia thì được bằng cái giấy từ bên hội người Việt Nam. Tuy nhiên là không thể nào ra khỏi Campuchia. Mà về Việt Nam cũng không xong luôn. Đâu có giấy tờ là bởi vì sinh ra ngay tại Campuchia. Rõ ràng chúng ta thấy là cái thân phận nó rất là chéo ngoe, đúng không? Không chỉ là bóp bên mà nó éo ngoe nữa. Mới nói làm sao giờ, mấy đứa bé sinh ra ở đây giờ cũng vậy luôn. Không có mang được quốc tịch Campuchia, rất khó để lấy được quốc tịch. Tới bây giờ cho lấy quốc tịch mà cũng không có quốc tịch Việt Nam. Chị đây cũng chưa có quốc tịch luôn. Rồi, à, lướt qua một cái. Cái này mình thu gom xong rồi mình đem ra giữa bán. Dạ dạ. Này kiếm được mấy nha. Mười mấy 20.000 ri á hả? Mười mấy 20.000 ri là đâu có đủ để trả tiền trọ trời. 20.000 ri thì nhân lên có là 120.000 đồng tương đương khoảng độ 5 đô à. 5 đô là coi như tháng được 150 đô mà trả tiền trọ hết 60 đô rồi. Vậy là còn khoảng độ 90 đô để sống. 90 đô nuôi ba đứa bé. Wow, trời. Quá wow, trời. Rồi cái hồi COVID rồi bên đây có hỗ trợ gì không hay là gì? Có ở gần gần đuổi đây cũng được có tiền bạc đó. Con bé nó cũng ngoan quá trời, biết lau nhà rồi kìa, nó biết lau nhà rồi. Có bị chặn đường không? Ở đây không có COVID. Ừ. À, khúc bên này không có bị. Ông ba độ. Cũng hay ha chị. Cái may mắn là mấy đứa bé như nói được tiếng Việt. Ừ, nói tiếng Việt. Nói đúng cái giọng của miền Tây luôn. Bé bé, chú cho tiền con đi học nè. Trời, chú lì xì con. 10.000. Rồi. Bé đi học trường Khmer, nói chung là có giấy khai sinh ở Campuchia thì đi học không có mức học phí, chỉ là tốn tiền ăn hàng ngày thôi, mỗi một ngày buổi sáng khoảng độ 2.000 đi 3.000 đi. Bé gái đây ạ. Để mình mới cho có cho tiền. Rồi, hỏi cho nó đi. Nè con. Gái, chú cho con 10.000 lì xì con. Cho con bé kia luôn, bé trai nó cũng đi học cho nó luôn đi. Rồi. Con của chị, nãy giờ nói nè. Chuyện chị nhiều lắm. Chú cho con, ngồi đây lấy. Rồi, cảm ơn con. Rồi, chào hết. Rồi, chúng ta đi xíu các bạn. Đó, toàn bộ người Việt không đó. Chị nói thuê phòng trọ đi 60 đô. Có lúc thì cũng nợ tiền, nhưng mà chủ nhà là người Khmer thì có tiền thì trả. Đôi khi nợ cả tháng. Mưa rồi. Wow, đây có cái cốc nữa kìa. Ao tù nước động khá nhiều. Đây chính là khu vực người Việt Nam sinh sống. Gần cầu Sài Gòn. Chờ cho bà ẩm ư. Hồi nãy trên đường vô đây mình thấy có rất nhiều hàng quán của Việt Nam. Bán bún cá, rồi bán cà phê.
Em đây nói là ba mẹ em sinh ra ở Phnom Penh, ở Campuchia. Em là sinh ra Campuchia luôn, mà thế hệ thứ hai rồi vẫn chưa có được một tờ giấy gọi là tờ chứng minh nhân dân của Campuchia. Do đó không thể nào, dù có tiền cũng không có mua được bất động sản, không mua được nhà đứng tên của mình các bạn. Không phải dễ nha. Nó rủ mai ở lại đi chơi, đi ngủ nhà nó còn yeah. Nhóc nè. Ok. Mai quay lại rồi. Đi chơi nữa đi. Em nói thôi ở lại chơi con cúng tiền quá. Rồi, rồi bye nha, tạm biệt ha. Hiểu thêm về cuộc sống ở đây. Bye. Sinh ra ở Campuchia thế thì ai không được luôn. Trời ơi. Có tiền nhà mai nhảy nha. Đó. Ờ đúng rồi, mai quay lại ha. Mai quay lại chắc là mang bánh quá. Mai chú quay lại. Tô cho đẹp đi. Tôi tài lai hết trơn à. Quý vị, cô chú, anh chị có ủng hộ thì ghé qua khu vực này ha. Một lần nữa là quý vị tra trên Google Map, đó là Tân Tiến Primary School, Phnom Penh. Mỗi đứa 6.000, 6.000, 6.000. Ra quá trời luôn. Rồi, con chào bác nha bác. Dạ, dạ, thôi đi. Rồi, như vậy có thể gọi đây là xóm ve chai ở khu vực cầu Sài Gòn, chợ cho Pam Pư. Ở đây có bán cà phê, bún riêu, cua, bún cá luôn. Đã không? Không còn hủ tiếu nữa. Kế bên là chữ chúc mừng năm mới nhà 2024. Cộng đồng người Việt chúng ta ở đây rất nhiều các bạn. Nhiều lắm. Trời cũng mưa rồi. Đây là lý do đợt này mình qua Phnom Penh. Ngoài ra còn một lý do khác, đó là muốn nghe câu chuyện về kênh đào Thác Chô, Phù Nam. Bún riêu hả? Ở tô bún riêu, bún cá này nhiêu tiền chị? Bún riêu 7.000, bún cá thì 6.000. À, quá trời, chị sinh ra ở đây mà chị nấu được bún riêu với bún cá kiểu miền Tây luôn ta. Có về Việt Nam không chị? Có. Có hả? Mà chị sinh ra ở đây rồi chị có lấy được quốc tịch của Campuchia chưa? Có. Có rồi hả? À, có về về Việt Nam. Ai mà không có lấy được tờ giấy là coi như thua luôn. Dạ. À, giờ này chị dẹp rồi. Coi như là con cái của chị là cũng lấy được quốc tịch rồi ha. Ông xã là người ở đây luôn hay đâu chị? Việt Nam. Ông xã người Việt Nam luôn hả? Việt Nam ở đây. À, cũng sinh ra ở đây luôn. Người nào mà không có giấy tờ lưng thì không về Việt Nam được. Thuê căn nhà này $200. Chị sinh ra ở đây gốc Cần Thơ. Chị nói là chị sinh sống ở đây, thích ở đây chứ không có thích về Cần Thơ sống. Các bạn vừa xem xong một đoạn video ngắn các bạn ha, một khu vực của người Việt Nam đang sinh sống. Ở đây có bán là cơm tấm, cơm gà Hải Nam luôn, ngay tại góc này các bạn nha, ghi rất rõ. Ở ngoài sau lưng mình có một khu vực phục vụ pizza luôn, karaoke có đủ hết các bạn ha.